Nay em giới thiệu cho các bác cái cây này, tiếng Tây gọi là bá đúc. Cây này cây chữa đỏ da này, chữa mát gan, nó có cái tai tai ấy. Cây có tai tai như này, họ đốt đốt. Cái này ở dưới củ nó màu vàng. Một số nơi em thấy gọi là cây nhỏ đông. Nhỏ đông. Đây nó có các đốt của nó này. Nó so so này. Đốt này. Hoa nó nở. Cái này củ nó càng đào sâu thì củ nó càng to ấy. Nó càng sâu nó càng to, cái này nó vàng óng luôn các bạn. Đấy. Nó vàng óng luôn, vàng đẹp lắm. Đấy càng sâu củ càng to, đào nó càng vàng. Đây này chỗ em lại cực hiếm. Mùi nó rất là thơm. Đây, cái vỏ nó cũng vàng. Càng đào sâu thì củ nó càng to này. Xong rồi củ nó càng vàng, vàng óng luôn, vàng đẹp lắm.